cô chú chị và các bạn, hôm nay tụi mình đi ra ngồi để phụ anh hai dọn tuyết nè, bởi vì tuyết nó nhiều quá chừng luôn, quá chừng tuyết, cô chú chị thấy không, tuyết phủ trắng hết nhà. Bây giờ phải cào tuyết xuống, từ nhà cào xuống nè, sẽ cạo kéo mấy cái tuyết này ở trên cái mái nhà đi xuống để cho nó sạch, để mình đi nhiều lúc mà đi ngang nó rớt xuống á. Đó, nó phủ tuyết hết luôn. Tí ma xin chào bà cô chú nè. Ôi trời, thế chào các bạn. Chào các bạn không ạ. Đáng yêu nhiều. Tuyết dày quá chừng luôn. Maxim, nét you. À cô chú, củi quá chừng luôn nè. Ôi trời, đi cái tuyết á nó rớt xuống lại đá này, cô chú thấy không, đó lạnh quá chừng luôn, đá nó rõ thổi thổi rớt á, cho nên là phải đậu nón vô để lỡ nó trúng độc, cạo tuyết cho sạch để có đường đi á, nó phủ hết luôn nè, trắng hết luôn, dày hết luôn, lắp hết mấy cái cây cherry, lắp hết mấy cái cây malina về lắp hết cháy mâm xôi nữa, cây xung quanh cũng phủ tuyết trắng hết, mắc là đúng rồi, để nó rớt xuống đó, đó. You will clear snow. Cây của mình, tụi mình để nó cũng phủ tuyết qua một đêm, nó phủ trắng hết. Cái giếng nước lạnh lắm luôn, cái giếng nước á, coi nè, dài hết luôn rồi chú thấy không? Đó, đi qua đây anh mắc cạo tiết này, kéo tiết xuống. Chị mà đứng xích ra con, đừng đứng gần quá bà. Mùa xuân đó thì bận trồng cây, mùa hè thì cũng bận làm vườn. Mùa thu thì đi hái nấm dọn dẹp lá khô chuẩn bị cho mùa đông, rồi mùa đông dọn tiết của chú, rồi quanh năm suốt tháng cũng mỗi mùa đều có một cái công việc để làm. Chị Ma qua đây đứng với mẹ này, qua đây. Cạo tiết. Yeah, rớt. Tiết phủ hết cây, có cái chỗ này bây giờ cái chỗ để bỏ tiết. Nhà hàng xóm của nhà nào cũng phủ trắng hết, tiết hết luôn. Đó, con chó không lạnh, chó tên giết á, giết đi xuống đó, giết. Mới sủa không? Chị Ma cái này là cái gì? Ice. Ice stick. Đá hả con? À, có cái chừng lạnh. À, chút nữa đi qua tiệm mua cho Chị Ma cái cây để xúc tiết hả con? Để ở nhà quên đâu có cầm theo đâu. Chút nữa qua tiệm mẹ mua ha, qua shop mẹ mua cho con. À, tuyết có màu gì? Trời, quay màu trắng hả con hả? Quay màu trắng. Tiếng Ukraine nó là cái gì? Tiếng Ukraine là Billy. Quay. Đó, đáng yêu nhiều quá. Giờ nhiệt độ bên ngoài là -1 độ của chú anh chị. Cái cây bông cúc, cái cây bông cúc nó bị nó bị phủ này đè ngập đầu luôn,
cái ghế cũng bị phủ tiếng đó, phủ hết. Cái thùng nước mà bây giờ nó cũng bị đông đá hết luôn rồi. Mấy con lăng quăng ở trong này nó chết hết rồi. Mấy bữa mùa hè lăng quăng ở trong này nhiều. Xong rồi bây giờ chắc nó đông đá chết hết rồi. Lạnh. Lạnh quá trời luôn. Trời, tiếc ở trên nhà nó rớt nó, coi chú theo. Chúng chị các bạn coi nè. Nó trượt xuống, nó nằm ở trên cái máy. Đây là ở bên ngoài. Ở bên ngoài đường đi này, coi chú. Mấy bữa mình quay á, thì nó màu xanh, bây giờ nó thủ màu trắng. Đường đi. Vắng vẻ. Một thành phố trong cái màu trắng. Tất cả. Chim ca mặc bộ đồ mùa đông ấy, cô chú thấy nó giống như là con gấu con hả chim ma hả? Đó. Chim ma giống con gấu con đúng không? Cái xô nó cũng đông đá rồi, cái nước nó cũng đông đá hết, tất cả mọi thứ. cái vườn mà lúc trước tụi mình quay cái mấy cái trái nho thân gỗ này khô heo hết rồi, khổ tiếc hết rồi, lấp đầy tiếc. Tiếc cái gì, nó thay cho mưa chứ chị, khi mà hết mùa đông á xong nó chuyển qua mùa xuân ha, xong rồi tiếc nó tan ra cho nên cây cối nó tươi tốt là vậy, nó nhiều nước nè. Cái bếp nấu củi của mình hai phủ hết tiếc. Cái này nè. cái lò cái lò chứa đầy tiếc không, đi qua đây không, đi qua đây, đứng nè, đi đi vòng qua đây, đi vòng qua đây. Chim kết cục. Đi, đi qua đây. Chim à. Đứng như ba xúc cát quên ba xúc tiết nè, dọn tiết á, để lâu á nó bị sập á, coi chú cho nó nhẹ bớt. Hồi nãy cái cầu thang nãy nó bị mục mất dẻo lên vị tí. Tía ập xuống nằm dưới đống tiết luôn, hơn là tiết. Xong ông ấy tìm cái thang mới hơn này, cái chỗ này.
Chị mà qua đây con đi ba ba chú tiếc chúng con. Đừng ơi, no. Đừng gỡ ra con bé hai con. Cái cây đó đừng gỡ ra nha con. Bé hai chia lại để cây nho. Con thấy không? Cây này là cây nho, bé hai giấu nó để nó đỡ lạnh đó. Hồi lúc mình rất là thích coi những cái người nước ngoài á. Cạo tiết ở trên tầng nhà. Thì bây giờ hôm nay mình đã trải nghiệm xem trực tiếp từ mắt xem. âm 1 độ thì lạnh có chứ, cũng lạnh nhưng mà không có quá lạnh, mặc đồ ấm thì đứng bên ngoài thoải mái, không có bị cống đâu. Chị mai đứng xích ra con, xích ra coi chừng ba phủi tuyết chúng con. Rừng đẹp không?